Phật pháp nghe xong được định là đó là phổ thơ của Hòa thượng Thích Minh Châu. Dù chê gạt tha xà tăng ba xê anatha ba đà sẵn ta ê căng tham ma bà đang say vô giáng su tô ô bà sẵn ma ti. Trăm câu đọc tụng ít gì máy móc nhái lại khác chi dẹt mồng. Một lời Phật pháp chánh tông nghe xong tịnh lạc cứu dòng bất lai. Đó là phổ thơ của Hòa thượng Như Đức. Và con đã kể xong ạ. Cảm ơn huynh Quá Thanh A đã bắt bài. Xin mời chị Cẩm Vân ạ. Dạ, sa thú Sích Trần Đạo. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room, con xin đọc ôn bài câu Phật cú số 102. Chê ga tha xá tăng pa xê anatha pá đá sam hí ta ê căng tham má pá đăng xây vô dân su to ú pá sam má tí vô chê ga tha xá tăng pa xê anatha pá đá sam pá tí ê căng tham má pá đăng xây vô dân su to ú pá sam má tí vô chê ga tha xá tăng pa xê anatha pa đá sam thí ta ê căn tham má pa đăng sĩ vô văn su tò u pa sam ma tí. Giàu nói trăm câu kệ nhưng không lợi ích gì, nhưng không gì lợi ích tốt hơn một câu pháp nghe xong được tịnh lạc. Bản dịch của Hòa thượng Minh Châu. Trăm câu đọc tụng ít gì máy móc nhái lại khác chi vẹt nhồng. Một lời Phật pháp chánh tông nghe xong tịnh lạc trú dần bất lai. Bản phổ thơ của Hòa thượng Dư Đức. Và Cẩm Vân đã ôn bài xong, mến mời bàn tay Sittina. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú 102. Yo che ga tha sát tăng pha se anatha pa da sang hi ta e kang tham ma pa đăng say yo yang su to up pa sam ma ti. Giàu nổi trăm câu kệ nhưng không gì lợi ích tốt hơn một câu pháp nghe xong được tịnh lạc. Nu chế ga tha sa tăng pha se anan tha pha đa sang hi ta e căng tham ma pha đăng se yo yang su to pha sam ma ti. Nu chế ga tha sa tăng pha se anan tha pha đa sang hi ta e căng tham ma pha đăng se yo yang su to pha sam ma ti. Trăm câu đọc tụng ít gì máy móc nhái lại khác chi vẹt nhồng. Một lời Phật pháp chánh tông nghe xong tịnh lạc trú dòng bất lai. Ở Hòa thượng Giới Đức. Và con kính tri ân quý sư và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức, kính lễ thượng tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức, kính lễ quý tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Bây giờ tự nhiên xin kệ kinh pháp cú số 102 và cảm ơn huynh. Yo che ga tha sát tăng pha se anát tha bát đa sang hi ta e căng tham má bát đăng say yo văn su tòa upa sam mati.
Yo che gatha sa tang his pa se anatapa anatapa da sang hita e kang thamma pa dang say yo yang su toa o ba sammati. Yo che gatha sa tang pa se anatha pa na sanghita e kang thamma pa dang say yo yang su toa u pa sammati. Yo che gatha sa tang pa se anatha pa sanghita ekam thamma padang sayo yang su toa upa sammati. Dầu nói trăm câu kệ nhưng không gì lợi ích tốt hơn một câu phát nghe xong được tịnh lạc. Phổ thơ Hòa thượng Thích Minh Châu. Trăm câu đọc tụng ích gì, máy móc nhái lại khác chi vẹt nhầm. Một lời Phật Pháp chánh tông, nghe xong tịnh lạc trú dòng bất lai. Phổ thơ Hòa thượng Giới Đức. Dạ, bây giờ đã thấy tín hiệu của Thanh Thủy. Thanh Thủy, dạ, kính lĩ. Cảm ơn cô Thủy Thiên. Dạ con, Thanh Thủy, con kính đỉnh lễ cho công đức Tăng Ni. Kính chào quý đạo hữu. Dạ con xin đọc câu 102. Ủa, sao kỳ quá, âm thanh sao nó nhỏ. Con mở lớn hết, hết gian rồi đó. Dạ con xin kể. Ơ, con xin đọc ạ. Yo che gatha satang phase anat thapata sang hita. Ủa sao kỳ vậy ta? E kang thamma padang sayo. Yang sutta upasang mati. Yo che gatha satang phase anat thap pada sang hita ekan thamma padang seyo yang sutta upasang mati yo che yatha sa sang phase anat thap pada sang hita ekan thamma padang seyo yang sutta. Dầu nói trăm câu kệ nhưng không lợi ích gì tốt hơn một câu pháp nghe xong được tình lạc. Bản dịch của nhà hòa thượng Thích Minh Châu và con kính trên đạo tràng, kính gửi nhất là cha đạo tràng. Dạ, sa thú, kính cảm ơn chị Thanh Thủy. Bữa nay mắc cỡ gì mà nó nhỏ xíu vậy Thanh Thủy ơi? Coi chỉnh máy lại Thanh Thủy ơi, để một chút qua làm bên si bên kia mà đọc không có ai nghe luôn đó nghe. Dạ, đạo tràng có nghe như Nhật Bình không quý vị? Có nghe âm thanh tốt không? Không nghe được hả? Nhật Bình nghe được nhưng mà rất là nhỏ. Dạ, nhớ nghe, Thanh Thủy, nghe Nhật Bình nói nghe. Hai lần rồi. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ. Dạ, Quỳnh Quá Thanh Á đâu rồi Quỳnh? Quỳnh đưa bàn tay của Quỳnh lên giùm đi Quỳnh. Alo, alo. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức
Nhật Quỳnh kính lễ quý ba quý cô tu nữ, Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hiệu hiện diện trong đạo tràng. Dạ cảm ơn anh chị Phan Quang Liêm. Dạ con xin được ôn bài câu pháp cú kinh 102. Dạ cảm ơn Răng Đông cho bài học. Vô chê ga tha sát tăng pha xê anat sam hita e căng thầm ma bát đẳng say vô văn sùa ubasam mati vô che ga tha sát tăng pha xê anat thất bát đa san hita e căng thầm ma bát đẳng say vô văn sùa ta ubasam mati vô chê ga tha sát tăng pha xê anat thất bát đa sam hita e căng tham ma bát đẳng say vô văn sùa ta ubasam mati. Chầu nói trăm câu kệ nhưng không gì lợi ích tốt hơn một câu pháp nghe xong được tịnh lạc. Và đây là bản phổ thơ của ngài hòa thượng Minh Châu. Dạ, con xin được kệ ạ. Giờ chế ga tha sa tăng pha xê anatha ba đa sam hi ta e căng tham ma ba đẳng say vô văn su ta u ba sam ma ti. Dầu chê ga tha xà thắng dầu chê ga tha xà tăng pha xê anatha ba đà sẩm hi ta ê cẳng thâm ma bà đẳng say vô dặn su ta u bà sẩm ma ti. Trăm câu đọc tụng ích gì, mãi mất ngay lại khắc chi vẹt nhầm. Một lời Phật Pháp chánh tông, nghe xong tịnh lạc trụ lòng bất lai. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Con thành kính đảnh lễ đại đức Tịnh Đạt vừa quan năm vào đạo tràng, Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Viriyatana vừa vào đạo tràng, sa thú văn cai Vinh Quá Thanh Á. Rồi sứ rất mít rồi. Mình chào Như Quang. Dạ, ơi, nếu mà Như Quang tỉnh tài thì một chút có thể gõ từ vựng cho đạo tràng nha Như Quang. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời Vinh Quách Thanh Á. Ông bài xong rồi thỉnh Pháp Sư luôn nha Quỳnh. Dạ, mời. Sa thu lành thầy Sita. Nhật Huyền, Nam Mô Phật Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sẵn Kha Giá. Kính đại lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đại lễ chư đại Đức Tăng trong đạo tràng. Kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Và con xin được kể kinh Pháp Cú số 102. Yô chê gà tha sa tăng pha xê anatha pa đa sang hi ta ê căng tham ma pa đăng say yô yang su tòa upa sam ma ti yô chê gà tha sa tăng pha xê anatha pa đa sang hi ta ê căng tham ma pa đăng say yô yang su tòa upa sam ma ti dù chê gà tha sa tăng pha xê anatha pa đa sang hi ta ê căng tham ma pa đăng say yô yang su tòa upa sam ma ti. Dầu nói trăm câu kệ nhưng không gì lợi ích tốt hơn một câu pháp nghe xong được tĩnh lặng. Bản dịch của ngài Minh Châu.
trăm câu đọc tụng ích gì, máy móc nhái lại khát chi vẹt nhồng. Một lời Phật Pháp chánh tông, nghe xong tĩnh lạc chú dòng bất lai. Bản phổ thơ của Ngài Giấy Đức và Nam Mô Buddhaya con vừa kể xong bài kinh Pháp Cú 102. Bà con xin được thay mặt đại chúng châu rung để cung thỉnh Pháp Sư. Trước kia cung thỉnh Đại Đức tĩnh lạc thuyết giảng từ vựng ý nghĩa và duyên sự bài kinh Pháp Cú số 03 đến cho hàng Phật tử. Nam Mô Buddhaya. Brahmacalokathipathisahampati katanyariyanthivarang ayajathasantitha sattaparayakachatikathesetu thammang anukampimang pachang. Phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhầm lời nhưng chẳng gì hơi, quyết lòng mở đạo dây đời, nhắm mà vườn lộc ca giả ngài rời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ gia vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích na hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàng từ bi, chúng con ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu đặng trí chi vẹn toàn. Nhà Nam Mô Buddhaya, thay mặt đại chúng châu rung con xin được thành kính cùng thiền đại đức tỉnh đạt từ bi hoan hỷ thuyết giảng từ vựng ý nghĩa và duyên sự bài kinh Pháp Cú số 103. Nam Mô Buddhaya, và con xin được thành kính cùng thiền đại đức tỉnh đạt ạ. Dạ, dạ, xà thú, xà thú lần thai. Dạ, quý vị có nghe được không ạ? Tại vì mới vừa vào bị rớt. Cảm ơn quý vị cho biết ngày hôm nay thứ 9 chúng ta tiếp kinh Pháp Kệ Ngôn 100 thấm đã rõ bây giờ vào cái buổi học ngày hôm nay. Dạ con gì Arahang Ma Sambuddho Bhagava Bo thằng phát tâm tập hi đề mi và khả tô phát cầu tâm mô tham mang nam ma sa mi su pan no sa sang khang nam ma mi. Nam mô Bố Thầy Giá Con. Ngài xin kính năng đại đức từ chư quý vị có mặt tại diễn đàn Pháp Cú Kinh. Tại diễn đàn Pháp Cú Kinh ngày hôm sau đến câu kệ ngôn Pháp Cú số 103 8 phẩm ngàn Sahasawaka. Câu hôm nay chúng ta tìm hiểu
ý nghĩa duyên sự có nội dung như sau. Vô sa hàng sa sê na tăng đê sê chi nê tăng cha ya ma ta năng sa vê sang ga ma chút ta mô. Quý vị còn nghe được âm thanh không ạ? Yo sa sangka me manu se jine ekancha jaya matanang sawe sangka ma chutamo. Dầu tại bãi chiến trường thắng ngàn quân, tự thắng mình tốt hơn thật chiến thắng tối thượng. Bản Việt ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Dầu tại bãi trường hàng ngàn địch, hơn thật chiến tối thật thầy. Kính thưa quý vị, thì trước tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu về của câu kệ ngôn pháp cú số 103 này, trước khi chúng ta đi vào tìm hiểu duyên sự cũng như là ý nghĩa của câu kệ ngôn pháp cú 103. Yo saha sahina sangam chine ekancha jayang atanang sawe sangama uttamo. Người nào có thể chiến thắng 1 triệu người ở chiến trường, nếu có thể chiến thắng mỗi một bản thân mình, người ấy chính là người chiến thắng tối thượng ở chiến trường. Bản Việt ngữ văn xuôi của Ngài Yên Đá Chân Đá Chánh Thân. Câu thứ nhất là chúng ta tìm hiểu về ngữ vựng là so sa ha san sa se na. So sa ha san sa se na. Quý vị nghe âm thanh có rõ hay là bị dịch, có bị trễ không ạ? Dạ, cảm ơn các bạn. So yo sahasna. Tại vì khi mà tình có cái hỏi âm thanh thì đợi tầm khoảng 5 giây thì mới thấy là quý vị post tab lên màn hình, thì không biết là nó có hơi trễ tí xíu hay không. Miễn là nó không bị giật hay là bị rè âm thanh, nhão âm thanh là tốt rồi. Để chúng ta quay lại. Vô sa xê ná. Vô là người nào. Vô là người nào. Sa ha 1000. Sa sang là 1000. Sa xê ná cũng một, nhưng mà chúng ta có thấy rằng là chia khác nhau. Sa sang thì là chia ở tutiya vipat đối cách, và sa xê ná là tatiya vipat là sở dụng cách. Sở dĩ mà chúng ta nói đây là người nào với 1000 chiến thắng ngàn hay là ngàn thì được cộng tính lại thành là 1 triệu. Nhà 1000 nhân. Thứ hai, sangame manuse chine Sangha đó là chiến trường, nơi mà xảy ra chiến trận. Có hai phe đối địch. Sangha me, chiến trường. Manuse. Manuse là con người. Chine.
Chí nê là chí nê là chiến thắng. Chí nê là chiến thắng. Câu thứ ba, e cân chá chê yá mát tà năng. E cân chá chê yá mát tà năng. E cân chá là e cân cộng với lại giới từ đá. E cân là một. Chá có nghĩa là và. Chê yăng. Chê dân mà cái ngữ căn với là từ chí nê ở trên cái chữ chiến thắng. Chiến thắng. Yamata năng là chê dân áp tà năng, thưa quý vị. Chê yamata năng tất ra là chê dân áp tà năng. Chê dân là chiến thắng, có thể chiến thắng. Áp tà năng là bản thân mình. Bản thân mình. Câu cuối cùng, sa we sắc ga ma chút tâm mô. Sa we sang ga ma chút tâm mô. Sang ga ma chút tâm mô. Sa là một cách nói viết khác của cái từ xô. Một cái ngôi thứ ba số ít. Người ấy, người đó. Quê là thật vậy. Quê thật vậy. Sangamachutamo. Sangamachutamo. Chúng ta tách ra nó là có ba cái từ là Sangama là chiến trường, Chí là chiến thắng và Uttamo là cao thượng. Sangama Chuttamo, chúng ta có ba từ ở trong cái cụm từ này là Sangama cộng với là từ Chí cộng với Uttama. Sangama là sự chiến thắng tại chiến trường, thắng trận. Uttamo là tối thượng, là cao thượng. Này, chúng vừa sơ lược qua về ngữ vựng của ngôn pháp cú số 103. Và một pháp cú 103 có nội dung nào? Yo sahasena sangame manuse chine ekancha jaya matanam sawe sangama chutamo. Dầu tại bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân địch, tự thắng mình tốt hơn, thật chiến thắng tối thượng. Hoặc là bản Việt ngữ của ngài Ngài Giới Đức: vẻ vang tự thắng chính mình khó hơn ngàn vạn chiến binh xa trường, chư thiên phạm đế ma vương làm sao thắng kẻ tự thường thắng y. Và Nam Mô Bụt Thà Giá. Vừa rồi chúng ta vừa tìm hiểu về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 103. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu về duyên sự cũng như là ý nghĩa của câu kệ ngôn pháp cú này. Thưa quý vị rằng câu kệ ngôn pháp cú 103 có cái duyên sự cùng với câu pháp cú 102. Cái duyên sự liên quan đến cái duyên sự liên quan đến Tỳ Khưu Ni Kundala Kesi. Kundala Kesi, vị này tên là Kundala, nhưng mà có cái
tóc trên này gọi là Kundala Kesi và cái xuất gia Kesi Theri Tỳ Kheo Ni hay là trưởng lão Ni Kundala Kesi. Duyên sự mà chúng ta học ngày hôm nay có cùng cái duyên sự nhóm hai câu kệ ngôn 102 và 103 thì chúng ta đã được nghe cái duyên sự này một lần ở trong cái bài học trước hôm qua. Thì ngày hôm nay Tịnh Đạt cũng xin được nhắc lại cho được đầy đủ học. Đối với cái duyên sự này ở trong quyển Chú Giải Pháp Cú của Ngài Pháp Minh thì Tịnh Đạt cũng có một số điểm lầm lạ, không biết là cái bản dịch này có được tái bản lại giữ được bản gốc hay không, tại vì cái phong văn văn phong dịch ở trong cái văn bản này có một cái điểm nó không giống như là những cái bài chú giải khác ở trong bộ. Bộ chú dịch thuật của Ngài Pháp Minh Đạt nói thì sẽ có mà Tịnh Đạt sẽ trình bày cho quý vị thấy. Thưa quý vị rằng duyên sự này Tỳ Kheo Ni và cái trường hợp của vị Tỳ Kheo Ni này cũng khá là đặc biệt. Dạ, cũng khá là đặc biệt. Xuyên suốt cái duyên sự thì rất là dài dòng chi tiết về cái gia thế cũng như là cuộc đời của vị Tỳ Kheo Ni này trước khi được xuất gia vào trong giáo pháp. Khi mà được xuất gia vào trong giáo pháp thì không bao lâu sau, một thời gian rất là ngắn, có vài ngày thôi, thì cái vị Tỳ Kheo Ni Kundala Kesi đã chứng được thánh đạo thánh quả A La Hán. Các vị Tỳ Kheo khác lấy rất là làm lạ, tại sao cái duyên sự cái nguyên nhân nào mà cái vị Tỳ Kheo Ni này có một cái sự mau lẹ chứng đắc thánh quả thánh đạo như vậy, mà trước khi đi xuất gia cái vị này có một cái sự cố, một cái biến cố trong cuộc đời, mà đối với cái lẽ thường á, hay là đối với cái người bình thường á, thì với cái biến cố này, một đó là nghĩ quẩn tự vận, cái thứ hai có thể xảy ra đó là cái người này có thể bị tù đài, có thể bị trách phạt, bắt bớ. Cái biến cố đó thì đó là cái việc như thế nào? Trước khi đi xuất gia đó thì cô thiếu nữ Kundala Kesi này là một người con trong gia đình quyền thế giàu sang, nhưng mà do cái duyên nghiệp, chúng ta gọi là duyên nợ đó, có duyên mà có nợ, duyên mà nợ với một tử tù, với một người tử tù, với một người tử tù, và nài nỉ cha mẹ phải làm cách để mà mua chuộc quan quân để mà giải thoát cho người tử tù, để mà gả về làm chồng của nàng. Và cái người tử tù này thoát nạn không biết do nguyên nhân tại sao, tự nhiên không có người chuộc mạng mình và được làm chồng của một cái cô gia đình giàu. Tuy nhiên thì do là cái đời sống của người tử tù tên cướp, khi mà sống trong một cái
cái môi trường mà có nhiều cái cám dỗ đó, thì tên tướng cướp này vẫn giữ cái tật xấu của mình, hay là lập một cái kế hoạch để mà cướp tài sản, thậm chí là giết người, thì mới dụ dỗ lừa gạt cái cô vợ của mình là Kundalakesi, mang nhiều cái trang sức đi cúng bái để mà lên kế hoạch giết người và trốn khỏi cái gia đình đó. Tuy nhiên khi mà đến nơi hoang vắng đó, nàng Kundalakesi đã khéo léo khi mà phát hiện cái ý đồ của cái người chồng tên cướp tử tù. Nàng đã cái cách gọi là kế, nàng không có làm người phụ nữ tay yếu chân mềm thì không thể nào mà dùng cái cương, dùng vũ lực đối với một cái tên cướp. Nàng đã dùng mưu trí và dùng cái mưu trí để mà giữ lại cái mạng sống cho mình. À, sau cái sự việc đó đó thì tên cướp đã mất mạng, và nàng chọn cái cách đó là đi trốn, không có dám về quê, bởi vì không có ai làm nhân chứng cho cái sự việc này. Nếu mà về quê thì nàng sẽ gặp rất là nhiều rắc rối. Và khi nàng trốn như vậy thì nàng đã đi tìm đến những cái người ngoại đạo sư để mà học hỏi những cái điều hay lẽ phải. Và khi gặp một người ngoại đạo, chúng ta nói ngoại đạo là ngoài cái con đường giải thoát của Đức Phật ở Ấn Độ thời bấy giờ, hoặc là ngay thời hiện tại, thì phải nói rằng là vô vàn trăm ngàn đạo phái, ai cũng có thể làm người đạo sư hết. Có thể đứng một chân, có thể không ăn nhịn đói, có thể là lặn hụp dưới nước trong cái thời gian thời tiết băng giá, có thể là nín thở chôn đầu xuống đất, có thể là hơ mình trên lửa. Tất cả những cái pháp môn đó đều là một cái sự cho người khác kính nể. Thì nàng Kundalakesi này đã tìm đến một cái vị đạo sư và học với cái vị đạo sư đó về cái biệt tài biện luận với 1000 cái câu hỏi đáp. Và với cái biệt tài này đó, nàng Kundalakesi đã chu du khắp nhiều nơi để mà tìm cái người có thể đối đáp, tranh luận. Một lần nọ thì nàng đến một cái kinh thành Savatthi, và hữu duyên nàng được gặp một cái vị tướng quân chánh pháp là ngài Sariput, ngài Sariput. Ở điểm này đó, Tịnh Đạt xin dừng lại tí xíu. Bởi vì trong cái phần chú giải của chú giải pháp cú của ngài Pháp Minh đó, thì cái xuyên suốt câu chuyện thì có thể chúng ta được đó là cái phần duyên sự về cuộc đời của nàng. Nhưng mà cái điểm này là cái mấu chốt quan trọng, cái cuộc chuyện hỏi đáp của giữa nàng Kundalakesi và ngài Sariputta. Phải nói là một cái bước ngoặt thổi cuộc đời của nàng. Bước ngoặt của nàng là ấy của ngành nguyên rất là sơ sài. Và khi mà đọc cái văn tiếng Việt đó, thì chúng ta khó lòng nào mà nắm bắt được cái bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của nàng Kundalakesi. Mà nhiều khi đây là cũng là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời mình, nếu mà chúng ta hữu duyên với cái duyên sự này,
hữu duyên với lại cái câu tranh luận này, giải đáp này nha. Cho nên Tịnh Đạt xin dừng lại đây tí xíu. Thì ở trong bản chú giải bằng Pali á, thì có nêu ra như thế này: khi nàng Kundalakesi có những cái chất vấn đối với ngài Sariput với cái học của mình, 1000 câu hỏi đáp, thì ngài Sariput ngài đều là không có cái gì là khó khăn. Nhưng sau đó đó thì ngài Sariput đã nêu lên một cái câu hỏi khiến cho nàng Kundalakesi này bị bối rối và không thể nào trả lời được. Nàng mới muốn được nghe cái câu trả lời. Tuy vậy, ngài Xá Lợi Phất ngài lại hướng dẫn đó là khi nàng xuất gia, nếu nàng xuất gia vào trong giáo pháp làm tỳ kheo ni thì nàng sẽ học được cái câu trả lời. Và cái câu hỏi đó là cái câu hỏi, thưa quý vị, E Kanamaki. À, quý vị có nghe rõ không? Để Tịnh Đạt copy cái đoạn đó. E Kanamaki Thero Kanamaki Thero E Kanamaki Thero E Kanamaki. Vị trưởng lão hỏi rằng một pháp cái gì nha, cái gì gọi là một pháp? Và ở trong cái bản chú giải Pali thì cũng không có nêu câu trả lời, nhưng hỏi này thấy ở chuyện khác liên quan đến vị Sayyi Kumara. Và cái vị Sayyi này được Đức Thế động là 10 câu hỏi để Sayyi của một vị thánh nhân A-la-hán trả lời trước tăng già. Kumara tuy là vậy thôi nhưng có một cái trí tuệ. Thì trong 10 câu hỏi đó bắt đầu bằng câu hỏi E Kanamaki, thì Tịnh Đạt cũng chỗ này là copy không được bằng PDF. Thì cái câu Sabbe Sata Aharatika, Sabbe Sata Aharatika, Sabbe Sata Aharatika. Đây là câu trả lời. Cái gì là một pháp? Tất cả chúng sanh vật thực một pháp. Ekanamaki Sabbe Sata Aharatika. Và sau cái câu hỏi này của ngài Sariputta là một cái sự hiếu kỳ, sự tò mò của nàng Kundalakesi khiến cho nàng phải chấp nhận xuất gia làm tỳ kheo ni để mà giải đáp cái câu thắc mắc này. Và chính vì cái việc mà thắc mắc này với cái phước tròn đủ ba la mật ở trong quá khứ, nàng đã chứng đắc được cái thánh đạo thánh quả một cách rất là nhanh lẹ ở trong một thời gian ngắn. Thì đó là cái duyên sự mà bắt đầu là những cái câu thắc mắc của các cái vị tỳ kheo
tại sao tỳ kheo ni Kundala Kesi là một cái người tạm tạm gọi là giết chồng, tại vì khi mà xô đẩy tên cướp để mà giữ mạng sống cho mình đó, thì lúc đó đang là vợ chồng, giết chồng, nhưng mà trong cái tình thế bất khả kháng, trong tình thế bất khả kháng, nếu mà nàng không có dùng cái mưu trí thì nàng sẽ bị mất mạng của tên cướp. Đó không biết là cái nghiệp giết mà biến cố trong cuộc thì nói rằng là tại sao nàng có cái sự việc xảy ra trong đình như vậy, nhưng mà khi xuất gia thì chứng đắc A La Hán nhanh lẹ như vậy, và cái biến cố khi mà nàng không xuất gia lâu ngày, nàng chỉ mới xuất gia và không được học. Và Đức Phật ngài nói rằng ngài mới nói rằng là này các tỳ khưu, pháp của ta thuyết chớ có chất lượng chắc bằng số ít hay số nhiều, thà thuyết một câu pháp còn hơn nói cả trăm câu vô ích. Vả lại, người thắng được tất cả kẻ cướp không đáng gọi là anh hùng vô địch, mà chỉ có người thắng được những kẻ cướp là phiền não ở nội tâm mới thực sự xứng danh là vô thượng vô địch. Cho nên cái bản Việt ngữ ở trong chú giải này có một chút xíu vấn đề. Nếu chúng ta có sự chú ý, đó là cái anh Đạt muốn nhắc lại mọi người có ôn tập được. Tại sao có cái hai câu kệ ngôn pháp cú 102 và 103 liên quan đến cuộc đời của một vị tỳ kheo ni Kundala Kesi. Quý vị thấy cái duyên sự này, Tịnh Đạt nói rằng một cái vị mà kiếp chót, vị kiếp chót sẽ dứt khỏi các cái phiền não, chứng đắc đạo quả thánh đạo, thánh quả A La Hán. Phải nói rằng cái phước ba la mật phải nên là khủng khiếp. Thế nhưng mà vẫn bị một số cái nghiệp nó trổ làm cho phải thay đổi, phải khó khăn, phải thử thách. Như trên nó không có im đẹp. Huống hồ gì là lũy pháp ba la mật như chúng ta, thì đương nhiên chúng ta sẽ gặp rất là nhiều cái cản trở, cái thử thách. Và khi chúng ta biết được cái điều này đó, thì chúng ta càng phải nỗ lực hơn nữa. Chứ cái người học Phật đó, khi mà gặp thử thách mà chúng ta biết được rằng có những cái vị đời kiếp chót là A-la-hán, sẽ chứng đắc A-la-hán đạo, A-la-hán quả, nhưng mà còn rất là nhiều cái trong thử thách, thì đối với chúng ta là người đang tích lũy những phước ba la mật thì chúng ta cần phải nỗ lực hơn nữa, chứ đừng có bị những cái thử thách đó làm cho chán nản, làm cho bỏ cuộc. Chính vì nhìn thấy những cái duyên sự tích chuyện mà chúng ta học ở đây thì chúng ta sẽ rút ra được cái bài học đó. Còn cái phần ý nghĩa trong câu kinh pháp cú đó, thì chúng ta cũng thấy rằng dầu tại bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân địch. Thật sự ra thì trong những câu pháp cú, trong những cái lời dịch Việt, Tịnh Đạt lại không có, đó là ý kiến cá nhân, Tịnh Đạt lại không có chuộng sử dụng cái từ là cú. Bởi vì khi nói đến cái gọi là liên quan đến cái ngôn ngữ đó, thì chúng ta khi mà chiến đấu chiến thắng á, có cái sự đấu tranh, và khi có cái sự đấu tranh á, thì nó lại
liên quan cái sân hận. Trường hợp đạt cái từ gần ý là chi mà hơn chiến thắng ngàn quân địch không bằng tự thắng mình, thật chiến thắng tối thượng. Ở trong cái ý nghĩa của câu kinh này đó thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài đã dùng một cái hình ảnh minh họa so sánh giữa hai cái chiến thắng ở bên ngoài và ở bên trong. Ở bên ngoài đó là chiến thắng với một cái đối tượng khác, chiến thắng vì lợi ích của bản thân mình, hay là chiến thắng vì một cái sự hận thù, chiến thắng dù cho là có vinh quang vẻ vang, một mình một người, hay là một cái phe có thể chiến thắng một khác, thì cái chiến thắng đem so sánh với cái chiến thắng sự chế ngự phiền não của nội tâm thì cái việc đó không có sánh bằng. Cái việc chiến thắng nội tâm, chiến thắng hay là chế ngự bản thân mình đó, ở trong chú giải có giải thích thêm đó là chiến thắng chính mình nhờ sự chiến thắng hay là chế ngự các cái phiền não sân si. Thì đó mới được xem là một cái sự vẻ vang. Quý vị có khi nào chúng ta ngồi thiền đó, quý vị có khi nào có cảm giác đó là ngày hôm nay mình ngồi được tốt hơn ngày hôm qua, nhưng mà có một ngày đó thì chúng ta lại cảm thấy rằng chúng ta ngồi thiền không có tốt bằng ngày hôm trước. Cái việc mà ngồi thiền tốt hơn hay là không tốt bằng đó, thì chúng ta nếu mà trình bày cho trình pháp cho vị thiền sư đó, thì các ngài vẫn khuyên chúng ta là tục chánh niệm, hãy cố gắng chánh niệm. Bởi vì Tịnh Đà cũng có trải qua cảm giác này rồi, khi mà chúng ta ngồi thiền đó, chúng ta chánh niệm mà chúng ta ngồi được tốt, tức là không có bị buồn ngủ, không có bị phóng dật nhiều, ngồi thẳng thốn, an vui an lạc. Nhưng chúng giống như là hôm nay mình chiến thắng được các cái phiền não. Nhưng mà thật sự ra nếu mà chúng ta giữ cái tâm trạng đó thì chúng ta sẽ làm cái người khó có bộ. Bởi vì chúng ta vẫn cái hôm ngày mai chiến bại, giờ này thì chúng ta làm được, chúng ta chiến thắng, nhưng mà cái giờ thiền sao không được phóng dật, chúng ta bị này bị kia thì chúng ta lại nghĩ là chúng ta đang thất bại. Thì với cái tâm lý mà chiến thắng chiến bại làm cản trở trong cái việc phát đưa, thì ngài khuyên các cái hành giả đó, hãy tiếp tục ghi nhận chánh niệm. Đôi khi cái việc mình phát hiện hồi không tốt như ngày hôm qua, giống như
cái phiền não, nhiều cái phóng dật như vậy. Hôm nay lại mình có nhiều vậy, hay là hôm nay mình tay trở tư thế nhiều như nhiều, đó là một cái bước tiến của chánh niệm mà mình lại nghĩ rằng mình đang thất bại. Bởi vì cái niệm là sự ghi nhận, nó không có phân biệt đó là thắng hay là bại, nó có phân biệt đó là chúng ta đang mừng hay đang buồn. Cái niệm đó nó chỉ đơn thuần, chúng ta càng ghi nhận nhiều càng nào triển nhiều chừng đó. Cho dù là tâm lý thọ, cảm thọ vui, cảm thọ buồn, cảm thọ khổ, cảm thọ đau nhức, hay là cảm thọ mà khó chịu, thì tất cả nếu mà chúng ta ghi nhận kịp, đó là thiền, đó là chánh niệm. Nhiều khi trong thiền, trong thiền nếu mà chúng ta giữ cái tâm lý đó là chiến thắng hay thất bại, thì phải nói là một cái cản trở rất là lớn để mà tại vì khi mà chúng ta có cái tâm lý như vậy đó, lúc mà chúng ta làm được hay là chúng ta cho là chiến thắng á, thì chúng ta rất là tinh tấn, rất là nỗ lực, rất là hăm hở, muốn ngồi nữa, hết giờ thiền rồi, người ta nghỉ rồi, mình muốn ngồi tiếp. Nhưng mà cái ngày hôm sau hay là cái buổi thiền sau, chúng ta lại không làm được như vậy, chúng ta nghĩ mình thất bại, tự nhiên các cái cảm xúc nó bị tuột mút, thì chúng ta lại muốn bỏ cuộc, thôi ngồi thiền chi nữa, làm không được, đi học kinh, đi ra trường học đầy nhà đi, thì lúc đó là cái tâm lý chiến thắng bại nó sẽ là một cái cản trở rất là lớn. Cho nên riêng về cái từ chiến thắng hay chiến bại, nó chỉ là cái từ ngữ sử dụng mà thôi, nhưng về tâm lý đó thì Tịnh Đà cũng chia sẻ thật tình cái kinh nghiệm của mình, đó là chúng ta hãy giữ cái tâm lý của mình, đó là ghi nhận các cái cảm xúc, cung bậc cảm xúc càng nhiều càng tốt. Giống như các ngài thiền sư, ngài chỉ dạy, hãy cố gắng ghi nhận. Quay lại câu kệ ngôn này đó, nguyên sự này phải được kết hợp với kệ ngôn 102 và 103. Nói rằng là tuy nàng Kundala Kiri xuất gia không được học nhiều chút nhiều, nhưng với một cái ý nghĩa ngắn gọn từ cái câu hỏi của ngài Sariput Ekanamaki, thì nàng đã chứng được thánh đạo thánh quả. Cái điều này nói lên đó là cái việc nói nhiều hay là học nhiều, nó không có quan trọng bằng cái việc đó là học như thế nào và học ra sao. Cái việc chọc nó quan trọng hơn là cái việc là học, cái gì cũng học. Cái gì cũng học thì nó cũng có cái lợi ích giá trị của nó, nhưng mà sẽ đánh đổi thời gian và công sức. Tuy vậy thì trong cái lời dạy của Đức Phật á, cái việc mà học một câu pháp, học một câu kinh hay là học một ý nghĩa, được khuyến khích để mà bớt trừ cái phiền não, để bớt trừ cái phiền não. Còn mà học nhiều, nói nhiều mà với những cái ý nghĩa không liên hệ đến mục đích thiền định và đạo quả, thì cái việc học hay là cái việc tìm hiểu đó, nó sẽ trở thành những cái kiến thức không có dẫn đến cái mục đích tối thượng. Cho nên trong cái ý nghĩa những câu kệ ngôn pháp cú, nhất là ở trong cái phẩm ngàn xa xá quốc giá này, đều nói một ý nghĩa đó là học và học những lời dạy mang đến cái kết quả là chế ngự
giảm thiểu tham sân si. Đó là cái ý nghĩa cốt lõi trong cái câu kệ ngôn pháp cú này, cũng như là trong cái phẩm này. Thì Tịnh Đạt xin được chia sẻ với diễn đàn Pháp Cú Kinh với cái câu kệ ngôn 103 trong phẩm ngàn. Tịnh Đạt xin được kết thúc cái phần chia sẻ tại đây. Mong rằng phước báo ngày hôm nay xin kính dâng đến chư tăng, đến chư thiên, đến tất cả quý vị những bậc hữu ân. Cầu mong cho tất cả quý vị luôn luôn được sự an lạc tấn hóa trong con đường tìm đạo, học đạo và sớm chứng được những cái ý nguyện. Nam mô Buddhaya. Và kính mời các vị MC trở lại với diễn đàn ạ. Tình đàn xin được xuống mic. Sita Cẩm Vân có chiếc máy hả? Ok. Dạ, sa thu lần thay và thay mặt đại chúng trong rùm con xin được thành kính tri ân đại đức Tịnh Đạt Đức Từ Bi Hoan Hỷ thuyết giảng bài kinh pháp cú số 103 đến hàng Phật tử chúng con, để chúng con học hiểu và hành theo cho được sự lợi ích và sự tiến hóa. Chúng con xin được thành kính tri ân đại đức Tịnh Đạt, và thay mặt đại chúng trong rùm một lần nữa con xin được thành kính cung thỉnh đại đức Minh Hạnh Từ Bi Hoan Hỷ thay mặt cho đại đức tăng chúc phúc cho rùm. Nam mô Phật Thà Gia, con xin được thành kính cung thỉnh đại đức Minh Hạnh. Bhagavato sabbamangalam rakkhantu sabbade vata sabbamudda nupavena sada sati bhavantu te. Tất cả phương báo hằng con đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư Tăng, các sự thanh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú lành thay, con xin được thay mặt đại chúng châu rung thành kính tri ân đại đức Minh Hạnh một lần nữa đã chúc phúc cho rùm sau phần nghe pháp. Bát Thanh La xin được kính mời toàn thể đạo tràng chúng ta hướng tâm trong sạch về ba ngôi tam bảo để hồi hướng phước báu mà chúng ta mới tạo được trong giây phút vừa qua, như là lễ bái tam bảo, tụng kinh, thọ trì quy giới, kể kinh và kính pháp. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Yathe vada santi vihara vasini tupe kare poti kare tahing tahing tathamathane napavantu pujita sotting karunte tavihara mandale thera chamacha navaka japikavo sarami kadana pati upasaka Khamma jadesani khamma jaisara Sapana bhuta sukhita bhavantu te Chala pujaye pichanda sambhava Sangseda jata atavo papatika Niyanikang dhamma varang pati jate Sabbhe pidukha sakarontu sankhatang Thātu jirāṁ sattāṁ thammo thammatāra japukhala Sāṅkho hotu samākho va Atthāya ca hitāya ca Amhe rakhatu sattammo sapepi thammacarino Vuttiṁ sampāpunayāma Thamma ariya pavedite Idang no mata pitu nang hontu yati nang hontu huru pacaya acariya nang hontu sape teva nang hontu sape peta nang hontu sape veri nang hontu
sa phê sa thá a vi ra hôn tu su khi ta hôn tu ni du kha hôn tu a pi ya pa cha hôn tu a ni kha hôn tu di kha yu kha hôn tu a ro kha hôn tu สัมปัตติหิสามีจังตุสุขีอัตตานังปาริหารังตุดุขปัฏฐาจานิทุกขาพยปัฏฐาจานิพายโสกปัฏฐาจานิโสกาโหนตุสัพเพปิปานิโนเอตตาวตาจัมเหหิสัมปตังปุญญาสัมปตังสัพเพเทวาอนุโมทันตุDạ, kính bạch cho đại đức tăng, kính thưa toàn thể đạo tràng sau phần lễ sau phần hồi hướng, chương trình sinh hoạt Phật pháp trong rung pháp kinh sẽ được khép lại trong vài giây phút tới. Chúng con xin được thành kính cung thỉnh cho tôn đức tăng, kính mời quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 Việt Nam chúng ta trở lại đạo tràng pháp cú kinh để sinh hoạt Phật pháp như thường lệ, hào mong được sự an vui, sự tiến hóa. Nam mô Phật Thaya, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sang Khaya, kính chào tạm biệt và con xin được đóng rung.
Định lễ Đức Như Lai, Phật ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thệ thế gian dạy. Vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm định lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thanh chính. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất thường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ.